Liên đoàn Lao động huyện Đức Hòa và Hội khuyến học huyện vừa phối hợp cùng với đơn vị tài trợ tổ chức trao học bổng Ươm mầm ước mơ năm 2023. Chương trình trao tặng 100 phần học bổng cho các em học sinh là con em của công nhân viên chức người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Đức Hòa. Tổng kinh phí trao tặng gần 113 triệu đồng. Trong đó, mỗi phần gồm một suất học bổng trị giá 1 triệu đồng tiền mặt và tập viết. Số quà nói trên do Liên đoàn Lao động huyện Đức Hòa vận động công ty trách nhiệm hữu hạn Bauen Việt Nam tài trợ. Được biết, đây là lần thứ 6 chương trình Ươm mầm ước mơ đã tổ chức trao tặng học bổng cho các em học sinh.